Kính chào anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu một video mới trong ngày hôm nay, cho Hà Trang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị và người thân trong gia đình. Một ngày mới luôn luôn mạnh khỏe. Hiện tại thì em đang đứng ngay giữa ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước, Tân Vạn và cũng là con đường DC giao nhau giữa con đường Tạo Lực, Phú Giáo, Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên anh chị ạ. Và cái con đường Bầu Bàng Phú Giáo Bắc Tân Uyên này rộng 62m. Và hiện tại thì ở ngay cái chỗ mà vừa em chung lại đó, thì ở đó có một con suối nhỏ thì đang làm cống, cho nên nó chưa được thông anh chị. Và nếu như con đường này mà thông á thì xe cộ nó sẽ chạy thẳng từ khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng này, chạy ra quốc lộ 13 và đi Tân Uyên. Và đây là con đường duy nhất mà nó không có cua, không có ngã tư hay là vòng vèo giống như con đường DC với NC ngoài cổng khu công nghiệp. Cái tháng vừa rồi thì cũng hơn một tháng rồi thì em không có quay video để giới thiệu những cái cặp nhà trọ đến anh chị, cũng là do một số là do chiến tranh và kinh tế suy thoái anh chị. Và rất là nhiều công ty tại khu công nghiệp Bầu Bàng đã đi vào gọi là ngừng hoạt động, và có những số công ty nghỉ chờ việc và cắt giảm công nhân. Mặc dù vậy nhưng mà cũng có một số ngành nghề giống như là sản xuất hàng nội địa đó anh chị thì vẫn hoạt động bình thường anh chị nhé. Chỉ có những cái sản phẩm nào, những công ty nào mà sản xuất hàng đi ra nước ngoài thì có những cái trục trặc về cái lượng hàng không bán được ra nước ngoài anh chị. Thì theo em thì nghĩ là do một số nào đó là do chiến tranh anh chị. Thì hôm nay ngay trên mặt tiền đường 62m này đây, và em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cặp nhà nằm trên mặt tiền đường này, giá cực kỳ là rẻ anh chị. Và ở đây thì vẫn đang tiếp tục xây những cái căn nhà trọ như thế này để vẫn là để phục vụ công nhân anh chị em, và tiếp tục những cái nhà máy vẫn đang được xây dựng lên anh chị. Thì hôm nay em sẽ trước tiên giới thiệu cho anh chị cái cặp nhà trọ. Đây, cái cặp nhà trọ xíu nữa thì em sẽ giới thiệu ngay cái góc đó anh chị. Thì em sẽ cho anh chị đi xem những cái tiện ích xung quanh và dân cư ở xung quanh như thế nào anh chị nhé. Thì trước khi anh chị có ý định mua nhà trọ thì tất nhiên là anh chị muốn xem cái vị trí và cái địa hình và đường xá và dân cư xung quanh như thế nào, có đúng không ạ? Chính vì vậy thì trước tiên em sẽ chạy một vòng xung quanh để cho anh chị được xem xét cái quang cảnh ở xung quanh là như thế nào, nó có phát triển và nó có thật sự là đông dân cư hay không. Và ở đây là cái con đường chạy thẳng vào công ty Ampat, và dự kiến công ty Ampat này là khoảng là 15.000 công nhân, và hiện tại thì chưa được như vậy đâu, nhưng mà cái dự kiến sau này là tầm khoảng đó anh chị. Và lóc cái nhà vừa rồi là F103 và em đang đi tới cái lóc nhà F102 và F101. Theo như mật độ dân cư ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng là 60-70% anh chị. Về cái mật độ dân cư sống để mà đầy đủ 100% thì hầu như là các kiosk và các cái nhà trọ sẽ đầy. Và theo như em nhận biết thì nó rơi vào tầm khoảng mới chỉ là khoảng 70% thôi anh chị. Và đến đây thì ngay cái ngã tư giao nhau giữa đường D11 và công ty Pai Hong, công ty Con Lon hay gì, và có một số công ty nó đang xây dựng ở trong đây nữa, thì cũng rất là nhiều công nhân. Và những buổi tối hay gì thì cái con đường này thắp sáng đèn lên thì công nhân ngồi xung quanh ở đây rất là đông. Và video sau em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cặp nhà trọ em chỗ mới dung đấy, cái chỗ bạt xanh đó. Là em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cặp ở đó ngay đường D11 gần góc đó anh chị. Và cái cặp đó thì nó giá nó sẽ cao hơn cái cặp này. Và hiện tại thì em mời anh chị vào xem tham quan cái cặp này anh chị nhé. Ở đây á, thì cái cặp phòng trọ này thì
trừ phía trước hành lang nó sẽ dài hơn, và bởi vậy cho nên là phía sau nó chỉ có 3 phòng trọ thôi. Chính vì vậy cho nên cái con đường nó mới lớn như vậy, và nó cũng sẽ trừ hành lang nhiều. Và tất nhiên sau này đường xá thông thương mà nó dân cư nhiều thì tất nhiên là ở bên hai bờ đường này người ta sẽ buôn bán và rất là đông, tại vì có con đường Mỹ Phước, có con đường Bầu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, hay gọi là con đường tạo lực đấy chị. Thì con đường nó sẽ chạy thẳng vào trong kia, nó sẽ gặp một con đường gọi là đường ngã tư chạy qua đường Mòn Hồ Chí Minh, và cái con đường 62 mét này một hướng nó sẽ đi vào đi sang Phú Giáo, và một hướng sẽ đi vào qua khu công nghiệp Cây Trường đấy chị. Phía sau này thì có 3 phòng trọ và một cái ki ốt, ngang 5 dài 30, nhưng mà diện tích xây dựng thì chỉ có 4 nhân 24 anh chị, và một cái gác, và phía dưới thì có một cái toilet, thì cũng như tất cả các phòng trọ khác. Và cái cặp trọ này thì hiện tại là giá em sẽ báo với anh chị luôn là 3 tỷ 6 anh chị. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu ký gửi nhà đất thì có thể liên hệ với Bất Động Sản Bầu Bàng, số điện thoại Zalo trên màn hình 0356 555579. Thì ở đây thì hành lang của bên nhà nước nó sẽ trừ vào là 5 cho đến 8 mét gì đấy, và phía trong của nhà trọ của chúng ta sẽ trừ thêm 5 mét, như vậy là nó rơi vào tầm khoảng là 15 mét anh chị. Thì nếu mà nói chính xác hơn thì từ cái mép đường mà đi vào mái tôn á, là khoảng 10 mét, và cộng thêm là 5 mét từ từ đất của chúng ta nó sẽ rơi vào là 15 mét đấy chị. Thì video của em làm đến đây cũng xem như là kết thúc rồi. Nếu như anh chị nào có nhu cầu ký gửi nhà đất thì hoặc là muốn đầu tư cái cặp trọ này thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Chúc anh chị ngày mới an lành và hạnh phúc ạ.